Chào mừng các em đến với tiết học của môn giáo dục địa phương. Hôm nay lớp chúng mình sẽ tìm hiểu về chủ đề 5, hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là vai trò của hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, ta sẽ tìm hiểu về thế mạnh và hạn chế trong sản xuất công nghiệp của thành phố. Thứ ba là cơ cấu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ tư là tìm hiểu về hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở thành phố. Bây giờ lớp chúng mình sẽ đi tìm hiểu về nội dung thứ nhất là vai trò của hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước khi vào phần vai trò của hoạt động công nghiệp, cô sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số cái khu công nghiệp chính ở thành phố. Hiện tại thì tính đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 20 khu công nghiệp với quy mô khác nhau. Ví dụ như là khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Tân Tạo ở Bình Tân, hay là khu công nghiệp Tân Phú Trung ở Củ Chi. Đây là các cái khu công nghiệp lớn. Sau đây là bảng tổng thu nhập của thành phố năm 2022. Thì sau một cái đợt dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid, từ mức mà GRDP của thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu 5,36% của năm 2021, thì đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã có mức tăng trưởng rất là cao, đạt 9,03%. Trong đó thì các em xem ở đây có tất cả các ngành từ nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều có xu hướng tăng, trong đó công nghiệp xây dựng là tăng nhiều nhất, nó tăng tới 11,95%. Và đây cũng là cái nhóm ngành mà nó đóng góp rất là lớn trong cơ cấu GDP của thành phố. Công nghiệp xây dựng đã đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như là môi trường của thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt kinh tế thì hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP và nó mang lại giá trị kinh tế lớn. Thứ hai nữa là nó thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho cả nước. Sản phẩm công nghiệp của sản phẩm của các ngành công nghiệp đã cung cấp tư liệu cho các ngành kinh tế khác, đồng thời là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Còn về mặt xã hội thì các cái hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng như là giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Về môi trường thì hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra các sản phẩm xử lý chất thải trong sản xuất, trong chế biến nông lâm thủy sản. Đồng thời cũng tạo ra các sản phẩm xử lý chất thải y tế hay là xử lý các loại chất thải trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Vậy để cho hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh nó đạt được những thành tựu to lớn thì ta phải xét đến các cái thế mạnh và hạn chế của thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là ta đi phần thế mạnh thì các bạn quan sát cho cô cái bản đồ hành chính của vùng Đông Nam Bộ. Đây, đây cái phần màu cam các bạn, đây là vùng Đông Nam Bộ. Trong vùng Đông Nam Bộ thì bao gồm có các tỉnh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây quan sát vào cái bản đồ ở trên đây thì ta thấy vị trí của thành phố Hồ Chí Minh là nó thuộc vào vùng Đông Nam Bộ và nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là vùng mà có hoạt động kinh tế, hoạt động phát triển năng động nhất của cả nước. Ngoài ra thì vị trí của thành phố Hồ Chí Minh nó còn giáp với vùng đồng bằng sông Cửu Long, là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm của nước ta. Rồi nó gần với lại Tây Nguyên, là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ hai của cả nước. Đồng thời thành phố Hồ Chí Minh có diện tích giáp biển là biển Cần Giờ, nằm ở ngã tư của tuyến hàng hải và đường hàng không quốc tế. Nó có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và có cảng biển quốc tế là cảng Sài Gòn, cho nên là đảm đương cho việc vận chuyển hàng hóa và giúp cho việc giao thương buôn bán ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra liên tục và dễ dàng. Đó là các thế mạnh về vị trí địa lý. Ngoài ra khi thế mạnh về điều kiện tự nhiên thì vùng Đông Nam Bộ, thế mạnh về tự nhiên ở vùng Đông Nam Bộ này thì thành phố Hồ Chí Minh nằm gần với các cái nguồn tài nguyên khoáng sản như là dầu khí, các mỏ dầu lớn ngoài thềm lục địa phía Nam, rồi có đá axit, rồi có vật liệu xây dựng, là cái điều kiện để mà phát triển công nghiệp khai khoáng.
Ngoài ra thì ở đây có đất Ba Gian và đất Sán trên phù sa cổ thuận lợi để mà phát triển cây công nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, đồng thời giáp biển cho nên là thuận lợi để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra thì thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có dân cư đông, có mật độ dân số cao cho nên là có điều kiện thuận lợi về kinh tế xã hội, như là dân đông thì tạo điều kiện có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là có trình độ tay nghề cao. Thành phố Hồ Chí Minh thì được đầu tư và nâng cấp về cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật tương đối hiện đại so với lại cả nước. Đồng thời thì thành phố Hồ Chí Minh thu hút được mạnh nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài và cũng có nhiều chính sách phát triển năng động của nhà nước. Đây là các cái thế mạnh cả về vị trí địa lý, cả về tự nhiên và cả về kinh tế xã hội giúp cho hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Thì vẫn tồn tại một số mặt hạn chế trong phát triển công nghiệp ở thành phố. Mặt hạn chế thứ nhất đó là do vùng ở thành phố Hồ Chí Minh là nằm trong vùng có khí hậu cận xích đạo gió mùa, khí hậu được phân làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, cho nên vào mùa khô kéo dài từ năm khoảng tầm 4 cho đến 5 tháng, cho nên là mực nước mà phục vụ cho hoạt động công nghiệp á, thì nó bị hạ thấp thấp xuống, đặc biệt là các cái mực nước trong các hồ chứa, các hồ thủy điện, như nên là gây ra tình trạng thiếu điện. Ngoài ra thì năm 2020-2021, thành phố Hồ Chí Minh chịu tác động mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên là các ngành kinh tế bị chậm, tốc độ tăng trưởng bị chậm lại, cộng với lại cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào nó cũng bị giảm, cho nên ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp của thành phố. Giờ ta tìm hiểu sang phần thứ ba là cơ cấu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là cơ cấu công nghiệp theo ngành. Thì quan sát vào cái bảng 2 giá trị sản xuất công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh phân theo nhóm ngành. Ở bảng này thì ta thấy là hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chia làm 3 nhóm. Một là công nghiệp khai thác, hai là công nghiệp chế biến, ba là công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt nước. Thì trong giai đoạn từ năm 2015 cho đến năm 2019 thì ta thấy hoạt động của công nghiệp khai thác đang có xu hướng giảm. Còn công nghiệp chế biến thì xu hướng tăng và công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt nước thì cũng tăng. Trong đó thì công nghiệp chế biến tăng rất là nhanh, do là công nghiệp chế biến tăng đó là do nhu cầu của thị trường, cho nên các cái sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến tăng để đáp ứng cái nhu cầu, đáp ứng cái thị hiếu của người dân. Do đó ta có kết luận là thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu công nghiệp theo ngành tương đối đa dạng. Và nó đang có sự chuyển dịch rõ nét, đó là giảm công nghiệp khai thác và tăng công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất và phân phối điện khí đốt nước. Thứ hai là cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế. Thì trên phạm vi cả nước hoặc là ở một tỉnh thành nào đó, theo thành phần kinh tế thì ta bao gồm có 3 thành phần. Một là kinh tế nhà nước, hai là kinh tế ngoài nhà nước và ba là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thì hiện tại các bạn quan sát cho cô bảng 3 ở trên màn hình thì ta cũng thấy rằng trong giai đoạn từ năm 2015 cho đến năm 2019 thì các thành phần kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng là giảm tỷ trọng của khu vực nhà nước, tăng tỷ trọng của khu vực ngoài nhà nước và đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Thì do là thành phố Hồ Chí Minh có chính sách mở cửa, có nhiều điều kiện thuận lợi để mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cho nên khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Phần thứ ba là cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Theo lãnh thổ thì cô cho các em xem một số khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái bảng này thì thống kê có 10 khu công nghiệp lớn. Còn trên phạm vi của toàn thành phố thì cho tới hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 20 khu công nghiệp. Trên bảng này thì khi quan sát vào bảng thì các em thấy là hầu như các khu công nghiệp nó đều phân bố ở các huyện và các quận vùng ven, phân bố nhiều, ví dụ như là ở huyện Củ Chi hay là ở Bình Tân hay là ở Bình Chánh
vân 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 đó. Thì cái hiện nay cái việc mà các cái trung tâm công nghiệp, các khu công nghiệp tập trung chủ yếu ở các quận huyện ngoại thành á, thì nó sẽ góp phần giảm bớt cái sức ép về dân số, rồi vấn đề môi trường vân vân vân. Đó. Như vậy tóm lại rằng thì hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh rất là phát triển và nhờ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, và vì thế thì cơ cấu công nghiệp theo ngành và theo lãnh thổ ở thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch theo cái hướng tích cực, đồng thời thì cũng đã hình thành nên rất là nhiều khu công nghiệp ở địa bàn của thành phố. Bây giờ lớp mình sẽ tìm hiểu phần cuối cùng của chủ đề 5, đó là hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn quan sát cho cô hai cái hình ở trên đây, các bạn có biết đây là cái ngành nghề nào không nhỉ? Thứ nhất đó là cái hình ảnh thứ nhất, đó là hình ảnh về phơi bánh tráng. Đây là cái làng nghề bánh tráng cổ truyền ở huyện Củ Chi. Còn ở bên dưới đó là hoạt động sản xuất muối đang diễn ra ở huyện Cần Giờ. Toàn thành phố thì hiện nay có khoảng 65 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó ngoại thành có 24 ngành nghề, vùng ven có khoảng 10 ngành nghề và khu vực nội thành thì có khoảng 31 ngành nghề. Đây là hình ảnh về các một vài cái làng nghề có ở thành phố Hồ Chí Minh, như là làng mây tre đan hay là làng nghề làm nem ở thành phố Thủ Đức. Trong đó cái cơ sở nem chua nổi tiếng là cơ sở nem chua Bà Chín. Nó rất là nổi tiếng các em, và hầu như là trong các cái dịp lễ Tết đó, thì cái mặt hàng này được bán rất là chạy ở thành phố mình luôn. Rồi có làng nghề cá sấu Sài Gòn, đặc biệt là ở các cái quận như là Gò Vấp, Tân Bình hay là thành phố Thủ Đức thì còn phát triển khá mạnh các nghề làm bún, phở, bánh canh truyền thống. Thì cái việc mà phát triển các làng nghề nhỏ lẻ, các ngành tiểu thủ công nghiệp nó góp phần giảm bớt cái gánh nặng về thất nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nó tạo ra được cái một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, giúp cho người lao động có được cái thu nhập và cải thiện đời sống của họ. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong cái chủ đề 5 hoạt động công nghiệp và sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em một ngày học vui vẻ.